anh cắt cho bọn em quả đầu, bọn em mới bị đuổi học anh ạ. Hết kiểu gì đây? Hay là hết như cũ đây? Cắt kiểu gì cũng được anh. Tóc em dài quá thầy em muốn trên vô lớp. Ok. Hello bạn, hôm nay 36 vụ trí sẽ thực hiện kiểu tóc xe bắt dành cho giới học sinh. Và chắc chắn rằng bạn sẽ không phải bị đuổi học đi để kiểu tóc này. That we were meant to be.